À, vâng, thưa cả nhà, thưa các bạn, à, theo yêu cầu của một số cô chú anh chị mạnh thường quân ở trong ngoài nước thì rất là muốn Dũng quay trở lại thăm em Diệu, thăm cô Diệu để xem thử là bữa nay cô Diệu sao rồi, có khỏe không và đã hết chưa. Đó, thì ai cũng mong muốn điều đó, thì hôm nay Dũng vào cái thăm rồi, thì để cho cô chú anh chị và các mạnh thường quân được biết nhé. À, vẫn là à, ơi bánh kem nè, bánh mì nè, đây như đây là con cua Cô đá. cua đá à, Cô đá. rồi trái cây. Nói chung là cô chú lúc nào cũng để đây cho cô Diều đủ hết, bánh trái nước nôi đầy đủ ở đây à. Còn đây cô Diều đây cả nhà à. Dạ con chào cô. À, cô ơi thì bữa nay cô Diều thì bây giờ Bữa sao đó? nay Diệu rất là khỏe nhiều. Dạ bữa nay khỏe nhiều quá ha. Dạ những có gì khác biệt là so với trước là những cái gì cô hả? Diệu vui vẻ lắm. Vui vẻ. Dạ Nhưng mà chưa nói chuyện. à, chưa nói chuyện thôi. Dạ còn cái tay còn hay Hết hay rồi. cái tay còn hết Hết à, tay hết hết nhịp nhịp gì đó ha. Dạ ô thấy trắng trẻo ha, nhưng mà hình như thấy đợt này cô Diều có lẽ là mập mạp này, phát tướng lên nè à. Đó hình như là phát tướng lên Bữa đúng không nay gỡ nhá. khẩu trang á, chứ thường khi đeo khẩu trang Đeo ô vậy hả. đeo khẩu trang luôn, Nhà đeo ở khẩu nhà mà trang cũng đeo luôn. đeo ở nhà cũng đeo cứ để đây. Dạ à cô Diệu ơi, cô Diệu nay Xuân Dũng qua thăm nè, lâu lắm rồi nè. Ê vậy à, về thăm chút coi, về hỏi thăm chút xíu coi cô Diệu đây cái nhà à, Dũng thấy là hình như cô Diệu đợt này phát tướng hơn so với trước cái nhà. Dạ đó. Nhưng mà nói như cô nói thì bây giờ cô Diều khỏe hơn trước rất là nhiều. Nhà có lần Diều phải truyền nước biển, truyền đàm đó quý vị. Nhưng bây giờ là đã khỏe rồi. Thứ hai nữa là cái tay khi mà nằm giỏng không còn phải như là trước hay cần gãy gãy giống gãy đàn nữa. Đấy cô Diều, dây nè. Đây, dây dây ngồi chơi đấy. 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 cười cười đó, cười cười đấy 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 vậy nè, lâu lâu vô qua chơi nè, đấy ngồi về một chút xíu thôi có xe du lịch tới kìa, đi à du lịch có xe, còn còn đưa tay mà hồi xưa còn bấm 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 là cũng hết luôn là tay là không còn phải là giống như đến đời là một nè, tay không có bấm 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 như ngày trước nữa. Hồi xưa là tay như vậy là cứ bấm rồi đó. Chánh. Cô Diệu đi. Đây. Vậy đi xe du lịch kìa. Đấy, có xe ra ra nhìn xe du lịch của Dũng còn sao Xe nè. tới xăng Đấy, ra coi xe du lịch của Dũng sao nè. rồi kìa. Đấy, vậy chút Dạ xíu ông coi. ơi. Cười nè, đây cười. Đấy, đi, ông Diệu, ông Diệu. Ông vậy nè, vậy nè. Đây. Kéo vậy, đi. 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 Đấy. Sao tài tăng phiếu em. Tay trắng. Vậy thì cũng cũng khá lâu, là hơn năm rồi nhà, hơn năm rồi Dũng mới quay trở lại thăm thì được có một số thay đổi, Vậy pha cà khỏe phê cho hơn, chú Dũng uống kìa. béo hơn, nhưng mà tay thì như tay thì không Bình không không phải thường. bình thường là như cũ không ấy nữa, chỉ có cái điều là chưa chịu nói chuyện thôi nhà. Chưa chịu nói chuyện Khi cũng đi ra. nhà. Tới đi luôn. Mà đều đi ra lộn chút rồi vô nghe cũng biết vậy. Dạ đó cái nhà đây. Rồi thôi thì hôm nay Dũng cập nhật lên cho như vậy, chỉ còn không biết nói gì thế, nó cô Diều rất là khó quý vị, rất khó để mà được trò chuyện, để mà được mình có gì đó để mình trò chuyện, để mình có từ tương tác thì khó lắm. Thích thì nói chuyện là thích, chứ không thích thì thôi cũng chịu thôi. Đó, cho nên là Nhưng nói chuyện thì biết, chịu thì gật đầu, chịu thì dạ gật đầu, chứ chung dạ nó khỏe.
Khỏe nhiều. Quan trọng ở chỗ là cô lo về sức khỏe thì khỏe rồi đó. Không bị chứ. Trước đó là không chịu ăn chịu uống đời này nó là rất là khó. Long biết không? Có lần mà cô Diệu là anh qua đây là cô Diệu ăn một lần 3 gói mì tôm. Ăn 3 gói mì tôm liền lúc. Cô Diệu ơi, theo về nha. Dũng về nha. Cô Diệu. Coi du lịch kìa, du lịch ê, tới thôi về 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 đi này biết đấy, vẫn nghe vẫn cười tủm tỉm á à không hả đưa tay chào à đưa tay về là chào không rồi bye bye nha bye bye nha hồi xưa mà nói để mà cười là khó lắm bye bye hả chào đi có cười ngái coi nào, cười ngái coi. Cười có duyên lắm, cười đẹp gái lắm. Cười là xinh gái lắm mà, vẫn chịu cười. Ngồi về cho chụp tấm hình coi. Đi chụp chung tấm hình coi. Dạ. Thôi. Dạ. Hồi đó cô Diệu nói anh sao à con? Cô Diệu nói với Dũng ăn cô Diệu á. Dạ. Nói Dũng ơi. Gỡ hình xuống đi đưa tao đi tùm lum vậy này. Dạ hả? Dạ. Gỡ hình là gỡ hình ở đâu? YouTube. YouTube hay Facebook? Đưa lên Facebook á. À. Sao tự ổng nói vậy rồi. Dạ hả? Tao phải dám quay lên nữa. Dạ. Ổng kêu vẫn làm ơn gỡ mấy tấm hình xuống nè đưa tao đi đâu tùm lum vậy này. À. Dạ hả? Bữa nói được nhiều. Nói vậy á. À. Cô không có dám nữa. Ừ. Dạ. Thấy bị bắt lên truyền hình. Dạ dạ. À dạ hả? Trời ơi gỡ xuống đi đưa tao đi đâu tùm lum đi Dũng. Dạ. Rồi thành ra cô không dám. Dạ. Vâng thưa cả nhà thưa quý vị thì cái câu chuyện của cô Diều là một cái vấn đề tâm linh cũng đầy bí ẩn. Và chưa ai giải thích được khi mà giống như những cái hàng ngày những sinh hoạt hàng ngày của cô Diều giống như là một người một cái ông cù ông lão nào đó và khi mà cô đòi như là uống rượu có nè hút thuốc có nè những cái mà chưa ai giải thích được rồi những cái tướng lúc mà đang đứng rồi chống lưng chống tay kiểu như là một người đàn ông vậy đó thì cũng đã rất là nhiều thầy cao tay ấn cũng đến đây mà không tin là không được như là trước đây cô đã từng chia sẻ có những thầy tới rồi làm như là một người có đầy phép thuật vậy đó cũng là tới để chữa bệnh muốn chữa bệnh cho cô Diệu tức là bằng cách là dùng phép thuật gì đó rồi cũng quát nạt như vậy không ngờ thì sau khi ra về thì người đó là bị đau phải không cô nhập viện à, người đó thì cũng nhập viện luôn đau một cách khó hiểu thì lúc đó người đó chỉ cần điền lên trên nhà và điền lên cô chú nhờ thắp hương và xin khấn cái là người đó hết bệnh khỏe lại thế phải không? Dạ, đó là những câu chuyện trước đây mà không ai giải thích được là vì sao? Dạ. Dạ. Hướng cái chỗ ngoài đó là cái chỗ mà em cái dinh đó hả? Dạ. Dinh của ông. À, đó là dinh của ông ha. Đó. Có ông đâu về á nói chú cắt cho cái dinh đi rồi đổ cho à rồi lúc đó cô cũng không có tiền nên cô làm gì nữa dạ ông đâu về dạ mà trong mơ của chú hả kêu cắt cho tôi cái ngôi vậy đó dạ dạ rồi lúc đó nhà cũng không có khó khăn nè không tiền cho làm cái dinh nhỏ bệnh á rồi mình cũng không có điều kiện á dạ nhà chỉ có lốt chuyện nó kêu cô thỉnh cái mẹ bắt ấm con dạ. Thấy ở trên nhà tên không bước lên nhà tên quá luôn dạ có hả có cái mẹ mà bắt ấm đó là dạ. Kêu cô thỉnh dạ. Cái con đó. À vậy ha vậy cô thỉnh lâu chưa rồi. Lâu lâu chưa cô thỉnh lâu chưa lâu rồi. À vậy hả nhà dạ. À đốt á em mở cửa lên quay chút dạ vâng thưa cả nhà thưa quý vị đây là cái dinh mà chú Bửu chủ lập nên dạ. À, chú Bửu có thể cho con biết là cái lý do làm sao mà chú lập cái dinh này ạ hồi trước thì Diệu bệnh thì chưa có lập
Dạ chứ là cây một năm sau thì cũng thấy ông cụ cũng báo mộng mình vậy đó. Dạ. Cho thấy vậy đó, cho là lập lên một cái miếu cho ông Ngự đây á. Dạ. Đó, thì vậy đó, để ông độ mình. Dạ. Đó. Là trong giấc mơ đó là chú thấy ông cụ như thế nào? Ông cụ ông mặc đồ trắng, ông cũng có râu dài. Râu dài ha. Dạ. Là giấc mơ đó là bao lâu rồi chú? Nay lâu rồi, nay là khoảng 14 năm. 14 năm rồi. À, 14 năm. Thì mới có một năm mà thì mình mới thấy cái mộng như vậy đó. Dạ. Ông báo mộng vậy. Dạ. Rồi mình mới xây, mà lúc đó hơi khó khăn á. Dạ. Mình không có tiền để xây lớn được. À vậy xây hả? Nhỏ. Dạ. Dạ. Vậy là hàng ngày thì mình cứ cũng nhang đèn hoa nhang quả đấy ha. Dạ. Rồi cúng nước trắng ha. Dạ. Đó cho ông. Dạ. Đó là như vậy. Ở ngoài kia con ông tắc kè đang mấy cái cây này là cây thuốc mình mua mà ở Tà Vinh đó, mua rồi gửi xe nó chở qua đây. Dạ. Hồi đó mua 4 cây. Dạ. Nó 4 cây mà nó bạc triệu rồi nha. Dạ. Cái mình trồng mình mới nguyện với cái miếu này. Dạ. Thôi mà nếu mà mình trồng mà tốt quá ha. Dạ. Thì ai xin thuốc này mình cũng cho hết. Dạ. Mà hôm trước này có nhiều người ta tiểu đường. Dạ. Nó rồi bệnh các bệnh đều lợi để xin cái thuốc này về uống. Dạ. Thuốc này gọi là thuốc gì chú ạ? Cây này cái gì? Là cây đu chuột. Cây đu chuột. Thuốc được chưa? Đu chuột. Dạ, dùng để trị tiểu đường hả? Nó coi như nó bá bệnh á, mình nó thấy người ta cũng xin uống thấy nó nhẹ, nó khỏe đó, rồi hạ đường nữa đó. Dạ, mà cái này uống như thế nào chú? Uống thì nó không có hôi gì hết, nó cũng như nấu làm thế nào uống á? Mình nấu mình uống. Nấu uống bình thường á hả? Nấu uống bình thường. Dạ. Uống hay quá ha. Nhiều người ta cũng xin lắm. Dạ. Xin để mình rồi cho người ta để người ta tẩy bệnh. Dạ. Hay quá ta. Dạ. Cái người ta lại đây người ta nguyện người ta xin để ở bển thi quốc tịch cho đậu. Dạ. Thì mới ngày hôm qua đây thì cái bà cô ở đây, cô là cũng cháu mà nó có đền ơn. Dạ. Cũng lại ông. À vậy hả? Con dịch quay. Dạ. Là năm nay công việc nó thuận lợi hơn. Nếu mà khá lên nè. Rồi hoặc là phù hộ cho trúng được tờ vé số để mà làm từ thiện nè. Thì nếu mà trúng được tờ vé số làm từ thiện thì về đây thì cũng giúp cho chú để chú có thể là tôn tạo cái miếu nó khang trang hơn nè. Đó, vậy đó. Thôi ở đây cũng xin ông cố tổ đại thần với 12 vị binh của ông cố á cũng hỗ trợ cho chú Dũng công việc được suôn sẻ, làm ăn thuận lợi. Thuận lợi. Rồi với trúng tờ hai tờ với số đi. Dạ. Cái... lo cho dân làm từ thiện nước mình. Dạ. Nói chung là trúng tờ mấy số thì chủ yếu là dành từ làm từ thiện hết. Dạ. Còn công việc thuận lợi thôi thì cuối năm qua cũng cho con heo quay. Dạ, công việc thuận lợi. Không biết là Khắc Long Khánh gì đây. Chắc là Khánh kiếm đứa trai nữa quá. Kiếm đứa trai. Khánh gì, em Khánh gì mà chia sẻ cho anh nghe coi. Có thể là nhiều điều nhưng mà chia sẻ một điều thôi. Em vừa khấn mong cho
cụ của đây là phù hộ độ trì cho hai anh em. Mà trên con đường đi làm thiện nguyện thì được gặp may mắn thuận lợi để giúp đỡ được nhiều hộ khó khăn trên mọi tỉnh trên đất nước Việt Nam mình. Và cũng mong cụ phù hộ cho kênh của hai anh em mình phát triển mạnh để có thêm động lực và có thêm kinh phí để anh em mình đi giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn. Rồi vậy hả? Dạ vâng. Thì cũng chia sẻ với chú Bửu thì nãy con cũng có khấn, nhưng mà cái điều này thì không nói, tính là không nói ra, nhưng mà thôi cũng nói luôn, cũng khấn cho sau đó cho cô Diều được trở lại bình thường như ngày xưa. Thì cô chú giờ cũng lớn tuổi rồi. Chứ cô chú lớn tuổi rồi mà chăm cô Diều hoài mãi vậy cũng thấy người đó thương, thì cũng khấn như vậy. Mà nếu như mà ngày nào mà cô Diều được trở lại như xưa vậy đó thì con sẽ đến con cũng con heo quay. Nếu mà Diều mà khỏe lại, nếu mà ở trên thì nếu mà phần ông á, ông mà nếu mà vô cái phần xác cô Diệu vậy á, để ra đi nhận phụ độ cho cái trong người dân mình á, khỏe rồi. Đấy ha. Chào bác, cô Diều à. Con nói với mẹ là thỉnh hình mẹ bắt ấn để cho về thờ cho cô Diều quý vị. Xin phép cô chú ha. Chúc cô chú cũng nhiều sức khỏe. Sức khỏe để chăm lo cho cô Diều nữa ha. Thì nay con cũng lâu ngày đến, có gì con gửi cái này cho cô Diều. Cô chú lo hết mà. Rồi. Rồi chú Vũ ha. Chào chú. Lạy Phật từ bi con đã quay về, tâm con chí thành hương hoa khấn nguyện, nguyện cùng mười phương tam thế nhân gian bình an, trầm hương tỏa khắp muôn.